Hello, xin chào mọi người trở lại với kênh May Ấm Canada. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video thứ hai về làm thịt bò viên nha mọi người. Thì lần trước mình làm lần đầu tiên là thành công liền, nhưng mà cái công đoạn mà mình vắt cái cục bò viên á, thì nó không có được đẹp lắm. Thì sau hai lần này mình làm nữa là lần thứ ba đó, mình làm bữa hổm ra cũng nhiều lần để ăn bò viên thì ở nhà khen rất là ngon luôn. Thì hôm nay mình đã thành thạo cái việc mà vắt cái cục bò viên cho nó ngon đó, thì mình sẵn để mình làm một đợt nữa cho gia đình ăn, thì mình quay chia sẻ với mọi người nha. Là những cái thành phần và những cái dụng cụ mình làm cho cái món bò viên này nha mọi người. Nước mắm á, thì mình xài nước mắm con cua như thế này thì cái độ đạm nó sẽ nhiều hơn và cái bò viên mình ăn nó ngon hơn. Nhiều khi mình nghĩ nó không quan trọng mình xài nước mắm nào cũng được, nhưng mà mình đã xài cái nước mắm không ngon rồi thì nó sẽ ra cái bò nó không có thơm mọi người, nó không có ngon lắm. Thì như mình ở đây là mình bên ở Canada thì mình có cái hiệu này ngon thì mình xài cái hiệu này nha. Thì thành phần gồm có là nước mắm. Nước mắm ở đây là mình múc sẵn rồi, 20 muỗng nước mắm ha, 20 muỗng canh á. Đường thì 6 muỗng đường. Bột này là bột khoai hay là các bạn xài bột tapioca, bột năng đó, thì cái đó là 8 muỗng ha. Bột ngọt hay bột nêm, nhìn nhà mình thì ăn bột ngọt cho nên là mỗi ký mình xài nữa thì cái này 4 ký mình xài, đây là 2 muỗng cà phê bột ngọt. Đây là bột tỏi, nếu các bạn thích thì xài bột tỏi, còn cái này là optional, người nào thích ăn thì bỏ, thì không thích thì thôi. Tiêu cũng vậy, bỏ vô thì nó thơm, không bỏ thì thôi cũng không sao. Lần trước mình làm không có tiêu và quên cái bột tỏi đi, lần này mình bỏ tiêu với bột tỏi vô coi nó có thơm hay không ha, là mình ăn thử cái đợt này. Và nước đây cái bột baking powder nha mọi người, là mình xài cái hiệu này nè. Thì mỗi ký như vậy mình xài một muỗng cà phê, một muỗng cà phê thì đây là 4 ký mình sẽ xài 4 muỗng nha. Và cái khi mà nói cái muỗng thì các bạn không biết cái muỗng nào, đây là mình chia sẻ cái muỗng cho mọi người xem đây. Cái muỗng này chút xíu như thế này là muỗng cà phê nè ha, là mình muốn một bốn cái muỗng này là bột baking powder. Còn nước mắm đó, nước mắm nước đường đầu này, nước mắm với lại đường đầu là mình xài cái tròn tròn như thế này đây, là và bây giờ mình sẽ trộn cho mọi người xem nha. Ra để mình ướp cho nó dễ. Thì đây là cái cách ướp của mình. Thì bây giờ mình sẽ tán cái thịt này ra như thế này nha mọi người. Đây là cái cách mình nêm nếm. Thì như mọi người có thấy cái video mình làm về chả lụa, mình cũng đây là cái cách ướp của mình. Có nhiều người thì ướp trực tiếp vô cái máy cối xay đó, nhưng mà mình thấy nó không có được thấm lắm cho nên mình làm như thế này nha. Đó, sau khi mình dàn cái này xong, mình sẽ để một bên. Để mình múc 28 cái muỗng nước đá này cho mọi người xem nha. Này. Đây, 28 muỗng nha. Và sau đó mình sẽ, đây là cái cách mình quậy trực tiếp vô. Nước mắm á, thì mình chế vô đây. Mình đổ tất cả vô cái hũ như thế này. Sau đó bỏ đường. Bỏ bột. Bột ngọt. Bột tỏi thì mình cho một muỗng canh đó, người nào thích cho thì cho, không thích thì thôi. Tiêu cũng vậy, một muỗng tiêu, canh tiêu, mình thích ăn cay cay. Và đây là bột baking powder. Một, hai, ba, bốn. Mình sẽ quậy cái hỗn hợp này lên. Quậy cái hỗn hợp này lên giống như cà phê sữa vậy đó. Mình quay trực tiếp như vậy rất là kỹ luôn nha. Thì mong mọi người làm được. Mình nghĩ mình làm được là mọi người làm được đó. Bảo đảm. Chỉ có mình không có giấu một cái gì hết đó. Đó, tất cả các bước như thế này rất là kỹ luôn. Quậy đều ra như thế này. Và bây giờ mình sẽ rưới lên đây. Mình trộn. Mọi người thấy khi mà mình làm như thế này thì nó rất là thấm luôn, không có cách nào mà không thấm được hết. Còn nhiều khi mình bỏ vô cái máy xay đó,
nhiều khi nó trộn cũng không kỹ, hoặc là cái từng phần thịt của mình bỏ vô ít nhiều nó không có cân cân đối. Cái đó thì dành cho những người mà rất là kinh nghiệm rồi, có thể họ làm như vậy được, chứ mình thấy mình làm không có được. Thì đây là cái công đoạn mà ướp nêm nếm ha, rồi mình sẽ bỏ vô cái ziplock mình để qua để tủ đông, rồi sau đó mình mới mới xay nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ trộn như thế này để cho nó đều thấm đều vô hết luôn nè, thấy không? Mình thì không có ăn thịt bò được, nhưng mà là tại vì ở nhà gia đình đó, ai cũng thích ăn thịt bò này, thịt bò viên hết, mua cũng mắc lắm mọi người. Thì mình cố gắng mình học mình làm gì đam mê đó. Cứ trộn như thế này, làm cái này á, là mấy đứa cháu mình là rất là thích, và chị dâu bà đã ăn, bà nói rất là giòn. Thực ra mình không có ăn, nhưng mà thấy ai cũng thích, nó ngon, thật ra mình cố gắng mình làm. Bây giờ mình bỏ vô từng cái bọc ziplock như thế này nha. Làm thôi, chỉ mình không có sai một lần nhiều quá. Đây, như thế này. Mình trải đều nó ra. Nó mỏng như thế này thì khi mà mình lúc mình cắt nó sẽ dễ hơn. Mình hay làm sẵn như thế này đó, để cái lúc mà mình bẻ nó ra đó mọi người, thì mình xay đó thì nó rất là dễ bẻ đó. Mình làm như thế này đó, một bịch ha, nó hơi bị nhiều đó. Lấy ra xay nó dễ hơn. Đây, thịt là 4,8 kg cộng với 3 cái hương vị đồ vô là ra làm cũng như 5 ký mấy đó mọi người, lớn luôn. Mà tới hồi mình ra như thế này mình thấy nó không có nhiều lắm ha. Ở đây mình làm cái gì một lần cũng làm nhiều lắm. Cái cháu gái của mình nó trời ơi chỉ ăn cái này cái thương lắm mọi người, ăn như cái thời mình Việt Nam mà hồi xưa cứ mỗi lần nó đám giỗ á, cái mua về làm lẩu đó, cái mình đi ngang qua mình vớ một cục, đi qua đi lại mình vớ một cục. Còn cháu mình đây là làm lên là đưa cho chỉ một cái bọc ni lông vậy, chỉ ngồi chỉ lật một chút xíu là gần 300 g chứ không ít á, chứ ép người ấy, nhưng mà ăn một lần là cây. Thường thì mình không có xay liền nha mọi người, mình để qua đêm nha, rồi khi nào mình để vô đông đá, khi nào mình rảnh mình lấy ra và mình làm mình xay. Còn khi mà mình làm như thế này là mình không có xay liền trong ngày. Thường nhiều khi mình cũng coi người ta làm video là bỏ vô khoảng mấy tiếng đồng hồ á, thì của mình là không có biết mấy tiếng đồng hồ nha mọi người, tại vì mình không có bao giờ mà xay liền trong ngày hết á. Mình bỏ vô đông đá rồi khi nào mình rảnh mình xài, có thể là ngày mai á mình mới 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 xay được. Cho nên mình để qua đông đá rồi ngày mai trước khi mình làm mình lấy ra trước khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nói vậy cho dễ đi, chứ sợ nhiều khi cho các bạn, có nhiều người nói bỏ vô 3 tiếng 2 tiếng này kia, tùy tủ lạnh nhiều khi không có đông, thì cái số tiếng đồng hồ nó sẽ không có được chính xác lắm. Thì thôi mình nói là cái này mình bỏ qua cách đêm đi, trước khi mình lấy ra, khi mà nó đông đá hoàn toàn trong tủ lạnh á thì mình lấy ra khoảng từ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ á, cho nó dẻo ra đó thì mình xay nha. Chứ mình không có chỉ các bạn là giờ bỏ vô 3 tiếng hay 4 tiếng gì hết. Ok, mời các bạn xem cái công đoạn xay của mình nha. Đúng không anh ơi? Ừ.
Ok, thì hôm nay mình bắt đầu mình xay cái chả bò nha mọi người. Và đây là cái máy Ninja, cái máy này khác, cái máy kia của mình bị hư rồi. Thì chắc xay nhiều quá nó nóng hay sao á. Nhưng mà cái loại này là đời sau nè, Ninja. Mà cái này công suất nó chỉ có 1.200 thôi mọi người. Mà cái này là cái dạng sensor ha. Sau khi mình bỏ vô xong là mình với cái máy này thì các bạn dễ canh. Tại vì nó cho mình chạy có 1 phút thôi, mỗi 1 phút là nó tự động nó tắt. Thành ra các bạn cứ bỏ vô xay đúng 5 phút là ok nha mọi người. Nó mình nhớ khi nào mình nhấn vô như thế này là mình chọn cái nút cao nhất đó. Đây mọi người, cái máy này thì mình không cần canh phút nha, đúng 1 phút là nó sẽ ngưng. Thì các bạn cứ làm Mở tập 5 luôn. lần chính xác, cứ 5 phút là ok nha mọi người, đừng có 3 phút, đừng có 4 phút, cứ 5 5 phút là ok hết, nhuyễn hết. Đây nè mọi người, cái này là khoảng 4 kg thịt bò xay. Sau khi mình xay xong nè mọi người, mình bỏ vô tủ lạnh chút xíu, nếu mình không có dắt kịp đó thì mình bỏ vô tủ lạnh chút xíu. Mọi người thấy không, nó rất là dẻo và nhuyễn luôn. Thì bây giờ mình sẽ dắt vô để mình luộc nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm cái cách khác một chút xíu, là mình sẽ luộc mình sẽ làm một cái thau đá như thế này. Mình đổ nước đá vô rồi mình dắt vô đây, xong rồi một lần đầy á mình mới vớt qua mình luộc, chứ để mình vừa dắt vừa luộc, vừa dắt vừa luộc á mình không biết cái cục nào nó chín, cục nào không có chín hết. Cho nên mình chia sẻ với mọi người một cái cách mới như thế này thì mình thấy nó sẽ tiện hơn nha. Mình sẽ xả một thau nước nước đá như thế này nha. Và mình bỏ vô đây một chút xíu dầu nha mọi người. Mình bỏ vô một chút xíu dầu như thế này để cho nó đừng có dính lại. Mình không biết cái này là có ai làm qua chưa. Thì mình là xài tay không nha mọi người, mình xài bao tay không, mình thấy nó không có ok lắm. Cho nên mình xài bằng cái tay của mình nè, và mình sẽ vuốt như thế này và mình làm nha. Bây giờ cái cách này là mình chưa có thấy ai làm hết, mà mình làm thử nè. Tại vì làm cái kia cứ chạy theo cái nồi nước sôi riết, cái mình lúng túng mình làm không có được đó. Nó cứ nó mọi người thấy không, cứ để cái chai mình vô trong đây nè đó, muốn to cái nữa, nhỏ hơn chút xíu được không, bao nhiêu đây, sao không được. thôi vậy ha, cục vô nhỏ thì cho ăn nhiều nhiều chứ đấy, cục bự nó quá ăn hao đó. Mình thấy cái bộ được á mười hai đây, bà chị giao bỏ qua phụ nè mọi người, Giờ dặn nước lên ha. gắn nướng lên từ từ được không. Đó. Bự nhỏ là ăn thua mình quấn á, mà mọi người biết mình làm cái tay vậy mình thấy nó dễ hơn. Rất là lạnh luôn nè mọi người, tin không, sai từ hồi nãy giờ nó nhuyễn vậy mà giờ cầm lên nghe như vừa đập đá luôn vậy, cái tay rất là lạnh luôn. Muốn cho nó láng á, là cứ dặn lên cái mình hãy cho nó láng á, thì mình làm thêm một lần nữa nè. Cái này là không biết có ai làm đá giống mình không nha, chứ mình tự nghĩ ra làm á, không biết như thế nào đây. Ồ, mình thấy mình thiết kế cái gì, mình làm ra vụ này hay đó mọi người, nó form lại y cục luôn nè nó. Rồi cái mình bỏ vô mình luộc một lượt, chứ cái kiểu mà làm giống như nước sôi bữa hổm á nó quá hay luôn đó, tự khen luôn, mình làm mình tự khen mình luôn nè đó, kinh nghiệm nè. Đúng rồi mọi người, cái này á là mình mới suy nghĩ ra, tại vì mình làm cái gì mà mình thấy nó trục trặc mấy lần đầu là mình khó chịu lắm, thấy cậu cứ chạy theo cái nồi nước sôi viết nó lập chụp quá. Bây giờ mình cứ để nước đá vô như thế này là cái viên Xong nó săn lại luôn, không chừng vậy là giòn nữa, không chừng đâu, thử thôi. Thì cái này là cái thử nghiệm nha, thử nghiệm mà không chừng thành công á, đâu có biết được. Cái thịt của mình nó dẻo mà nó nổi, mà giờ này mình nặng mà nó vẫn còn lạnh lạnh muốn buốt cái tay luôn đó, đúng không nè, thịt nè.
nó cứ mọi người thấy mà cái cục thịt nó chưa láng thì mình cứ vuốt lên lại nó là nó láng nó. Là cái thịt nó form lại luôn nè, thấy không? Mình tưởng đâu đó, nếu mà cái này là thành công quá thì đây là bí quyết mới rồi nha. Và đây là nước sôi, nước sôi thì mình bỏ sẵn lên vậy. Mình đun khoảng 15 phút nha mọi người, khi mà nó nổi hết hoàn toàn lên là nó chín. Bỏ vô một lượt đi, lẹ lên. Lẹ gì cũng có cái muỗng như đó thôi, từ từ nhấp nó quá. Tôi cũng không biết sao múc thành đó. Cho dù sao con cũng phải chia làm hai đoạn á, bởi vì tôi nói quá xuất sắc luôn nè. Xuất sắc không, chia làm hai đoạn mới hết rồi, có nữa là mày vừa rồi để đây cho so được rồi đó. Rồi ai mà làm thì bà bán mà thấy cái này làm chứ thiệt á, không mọi người thấy xuất sắc không mọi người, trời ơi mình làm mình quá vui luôn á nè, thấy không, tròn quay luôn nè, thấy không, rồi quay luôn, nhưng mà rồi đây là bí quyết mới nha. Các bạn luộc cái này khoảng 10 phút thôi nha mọi người, canh đúng 10 phút để lấy ra thì mình bảo đảm nó chín. Còn đợt trước mình cứ làm mình bỏ vô trực tiếp vô như vậy á, mình không biết cái nào nó chín, cái nào chưa chín nó khó canh lắm. Cho nên bây giờ cứ canh 10 phút là được ok nha. Nước lèo quá là mình nêm chút xíu muối đường bột ngọt chứ nước mắm vô nha mọi người. Thì mình nêm vô á là cái bò viên mình nó không có bị lạc, còn mấy là nó dễ bị lạc lắm. Tại nếu mà nước lạnh không mình luộc lên là nó sẽ bị lạc nha mọi người, nó không ngon. Cái này mình luộc 10 phút nha mọi người thì giòn nha mọi người, nó. Cục thao bò viên thấy ham không? Mớ không? Cái nào? Nước lèo nè. Không, chăn sơ quá thôi mà. Phải, cái này chín rồi mà. Múc lên, múc từ mấy đầu con. Tôi là phụ trợ tá, trợ lý, kêu là làm gì làm đó nè. Đây nè mọi người, 4 kg bò viên mình đã hoàn thành xong, còn 1,5 kg nữa làm để đợt sau mới làm, tại vì cũng sắp ăn chay rồi đó, cho nên để đợt sau làm tiếp. Thì đây mọi người, cục bò viên nè, rất là ngon. Chị dâu mình ăn nói thử là rất là giòn, tại vì mình ăn không có được đó, cho nên không biết như thế nào. Thì hy vọng mọi người thử làm cái cách bò viên mình chia sẻ nha, rất là ngon luôn và giòn nha mọi người, làm cho gia đình ăn không có hàng the. Thì cảm ơn mọi người theo dõi video, nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha mọi người. Hôm nay mình quay phim là có trợ lý nha mọi người, trợ lý chị dâu mình qua phụ quay với lại này kia thì mình mới làm ra cái được cái video như thế này. Chứ mỗi lần mà làm mấy cái video về chả lụa ha, bò viên đầu rất là cực luôn, vừa sai vừa này kia cực lắm, cho nên cần phải có trợ lý. Thì mọi người ủng hộ kênh mình bằng cách nhấn nút chia sẻ rồi đăng ký nha mọi người, thì mình sẽ làm nhiều video rồi lúc đó mình mới có đủ kinh phí mà nhờ trợ lý qua nha mọi người. chứ không có đâu, không có người đăng ký thì mướn trợ lý là hơi bị lỗ nha. Chứ cảm ơn mọi người theo dõi video, xin hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp. Thank you, bye bye.